Trận đấu giữa đội tuyển Phần Lan và Slovenia trong khuôn khổ bảng hát vòng loại Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2024. Lúc này sau hai lượt trận đấu tiên đội bóng Đông Âu Slovenia đang toàn thắng, giành trọn vẹn 6 điểm và đang dẫn đầu bảng hát vượt trên cả các ông lớn khác là Đan Mạch. Đồng thời đội tuyển Slovenia đang hơn Phần Lan 3 điểm, điều đó cho thấy phong độ của Slovenia lúc này đang là khá tốt, do vậy dù làm khách nhưng niềm tin có điểm dành cho Slovenia là tương đối lớn. Cho đến lúc này của mùa giải, đội tuyển Phần Lan đang chơi không tốt, bằng chứng là họ chỉ thắng 6, thua 9 trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước khi đánh bại đội tuyển Bắc Ireland ở trận gần nhất, đội tuyển Phần Lan từng thua 3 trận liên tiếp, trong đó có thất bại trước đối thủ khá yếu là đội tuyển Estonia. Việc đá trên sân nhà ở lượt trận này cũng không khiến đội tuyển Phần Lan tự tin hơn, bởi thực tế, thành tích sân nhà của họ rất tệ. Cụ thể theo thống kê trong 14 trận gần nhất đá trên sân nhà, đội tuyển Phần Lan không giành chiến thắng tận 12 lần sức mạnh của Phần Lan lúc này vẫn phụ thuộc nhiều vào lão tướng Pukki, và điều này khiến lối chơi của họ dễ bị bắt bài. Tại vòng loại Euro 2024, sau hai lượt trận Phần Lan giành được 3 điểm sau một trận thắng, một trận thua đứng vị trí thứ tư tại bảng H với hiệu số trừ một bàn. Cụ thể Phần Lan ghi được hai bàn thắng để thủng lưới 3 bàn sau hai lượt trận đầu tiên ở vòng loại Euro 2024. Trong khi đó, đội tuyển Slovenia lại đang có phong độ cao hơn rất nhiều. Họ đã toàn thắng cả 4 trận gần nhất. Tính rộng hơn, đội tuyển Slovenia cũng bất bại 8 trận gần nhất. Thất bại gần nhất của họ là trước đội tuyển Serbia, đối thủ từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022. Trên sân khách, đội tuyển Slovenia cũng rất lì lợm, bởi trong 9 trận xa nhà gần nhất, họ bất bại 8 trận. Đội bóng này luôn cho thấy sự lì lợm cùng lối chơi kỷ luật, với một tập thể đoàn kết gắn bó. Đội tuyển Slovenia đang dẫn đầu bảng hát với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận nhiều khả năng là họ sẽ bảo vệ được thành tích này trong chuyến hành quân đến sân Phần Lan. Niềm tin ấy càng lớn hơn khi trước trận đấu này, đội tuyển Phần Lan sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ dày dặn kinh nghiệm Robin Lott. Tuy nhiên, đội trưởng Pukki đã trở lại và sẽ chơi trận thứ 111 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, đội tuyển Slovenia có sự vắng mặt quan trọng của thủ thành đội trưởng Jan Oblak. Các nhà cái đánh giá đội tuyển Slovenia đang chơi rất tốt khi thắng 7 trong số 8 trận gần nhất theo kèo châu Á. Ngược lại đội tuyển Phần Lan lại thua kèo châu Á năm trong 7 trận sân nhà gần nhất. Do đó, đội tuyển Slovenia được nhận định là kèo trên và niềm tin vào chiến thắng dành cho đội khách là lớn hơn. Cũng theo các nhà cái trận đấu này sẽ về kèo xỉu bàn thắng, trận đấu không có quá 3 bàn thắng được ghi. Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với thắng lợi nghiêng về đội tuyển Slovenia. Từ những phân tích trên các chuyên gia của tin bóng đá dự đoán đội tuyển Slovenia dù làm khách nhưng sẽ có chiến thắng cách biệt tối thiểu với tỷ số 1, 0 hoặc 2. Một trước đội tuyển Phần Lan để tiếp tục củng cố vị trí số 1 tại bảng H. Theo bạn giữa đội tuyển Phần Lan và đội tuyển Slovenia, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 vòng loại Euro 2024? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá nhé.